Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nắm Tổng cục 2 và cơ hội làm chùm cho ông Thủ tướng. Hiện nay, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 5 thì đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán vào năm 2018. Nguyên nhân là lúc đó với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tổng Trọng nghĩ rằng ông nắm chắc Tổng cục 2 thì không cần Tổng cục 5, bởi ông Trọng không kiểm soát tốt Tổng cục 5 bằng Tổng cục 2. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cho tới nay thì việc giải tán Tổng cục 5 của ông Tổng Bí thư ngày càng cho thấy ông đã sai lầm. Tổng cục 2 hiện nay đang trong tay ông Thủ tướng bởi vì lợi ích kinh tế trong các gói thầu mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ USD. Khi Tổng cục này ai cũng có lợi ích kinh tế đó, họ sẽ tạo thành một hệ thống khép kín, bao che cho nhau, mà ngay cả ông Tổng cũng xuyên không thủng. Điều này đã và đang mang lại lợi thế rất lớn cho ông Thủ tướng đương nhiệm. Trong tay ông Tổng có Bộ Công an, có Ban Nội chính, có Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, những cơ quan này tuy lớn nhưng không có trình độ nghiệp vụ của ngành tình báo, nên những gì họ điều tra được không sâu, không hiểm như Tổng cục Tình báo quân đội thường ra tay. Theo những thông tin chúng tôi có được thì tiêu chí của Tổng cục Tình báo quân đội là 7 và 3. Có nghĩa là 70% là điều tra nội bộ để nắm chuyện thâm cung bí sử của lãnh đạo cấp cao, và chỉ có 30% là điều tra ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo một số người giấu tên cho biết, từ lâu ngành tình báo Việt Nam hoạt động ở hải ngoại rất ít, mà chỉ có chủ yếu là hoạt động trong nước, điều tra nội bộ giúp cho phép phe phái trong đảng đấu đá với nhau thêm phần dữ dội. Được biết trước đây, ông Chủ tịch nước Lê Đức Anh tuy là ngồi ở ghế hữu danh vô thực, nhưng ông là ngón thực quyền nhất trong các chủ tịch nước của Việt Nam. Bí quyết đó là ông nắm chắc Tổng cục Tình báo quân đội, tức là Tổng cục 2. Đến nỗi khi ông Lê Đức Anh về vườn, tiếng nói của ông cũng rất có trọng lượng. Và từ sau khi ông Lê Đức Anh và các chủ tịch nước còn lại đều không có quyền như ông. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang chiếm phần trong việc điều khiển Tổng cục 2 của quân đội. Nếu ông vẫn giữ quyền lực ở trong cơ quan này thì rất có thể ông Phú Trọng sẽ không làm gì được ông cả. Cũng bây giờ, Bộ Công an đã không còn cơ quan tình báo là Tổng cục 5, nên lợi thế trong tay của ông Thủ tướng là không hề nhỏ. Như vậy, sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là sức mạnh ở ngành tình báo. Và xem ra, người đã từng nắm một cơ quan tình báo của Bộ Công an như ông Phạm Minh Chính giờ lại có một lợi thế hơn nữa khi nắm bên quân đội. Ông Chính dường như biết sự lợi hại của cơ quan tình báo như thế nào, và chính ông đã đi một con đường không thể tốt hơn. Ông Phạm Minh Chính không thể không học bài học từ ông Putin ở nước Nga xa xôi. Đó là khi một cựu sĩ quan tình báo Xô Viết thời KGB bây giờ nắm quyền lực rất chắc, mặc dù ông Tổng thống này đã thực hiện rất nhiều chính sách đi ngược lòng dân Nga và rất có hại cho đất nước, nhưng quyền lực của ông vẫn vững như bàn thạch. Cũng hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã kiểm soát Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo quân đội tốt hơn ông Chủ tịch nước, nhưng điều đó không có nghĩa là thế thượng phong này của ông Thủ tướng sẽ được duy trì một cách lâu dài và liên tục. Về lâu dài còn phụ thuộc vào việc ông Tổng có bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn hay không. Và nhiều thông tin cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn ở châu Âu. Nếu ông Tô Lâm mà bắt được bà Nhàn thì cán cân quyền lực sẽ đảo chiều nghiêng theo phe ông Tổng. Hiện nay về mặt đảng, ông Phạm Minh Chính đang bị khá nhiều vết đen. Không biết Tổng cục 2 có cho ông Thủ tướng chính những yếu tố tuyệt mật của đối thủ hay không, đặc biệt là những thông tin về những người khả năng giành ghế Tổng Bí thư với ông. Nếu ông Chính nắm được thì việc ông Chính đua vào chức Tổng Bí thư tới đây sẽ có sức mạnh đáng kể. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ. Còn 3 năm nữa mới hết nhiệm kỳ, nếu không có gì đột biến, chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt chẳng hạn, thì thành trì của ông Thủ tướng Chính còn rất vững. Nếu ông Trọng không nhường ngôi giữa kỳ cho ông Vương Đình Huệ, thì để đến hết nhiệm kỳ, e rằng ông Huệ sẽ mất hết lợi thế đối với ông Phạm Minh Chính. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kịch chiến trong Bộ Quốc phòng, thế lực tổng và thế lực thủ làm chủ những nơi nào. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Tổng Bí thư hiện nay nắm trong tay
hai thanh kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm của Bộ Công an được ông Tổng nắm chắc hơn và thanh kiếm quân đội đang bị ông Tổng nắm khá lỏng lẻo. Tuy nói là lỏng lẻo không có nghĩa là ông Thủ dễ gì đánh bật được ông Tổng ra khỏi bộ này. Ông Tổng vốn là cốt cách quan văn, không phải quan võ, cho nên ông Tổng chỉ lôi kéo được những văn tướng trong quân đội thôi. Đó là quy luật hấp dẫn rất hiển nhiên theo như kiểu mưu tầm mưu, mã tầm mã. Vì thế mà ông Tổng đang nắm rất chắc phần tuyên huấn trong quân đội. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Lương Cường, đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đang được ông Tổng dụ ngã theo. Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, từng là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về ban bí thư, giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Phía dưới ông Lương Cường còn có nhiều tướng tá đang là người của Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa. Còn về ông đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thì trước đây có ân nghĩa với ông Tổng Trọng có việc nâng đỡ ông này để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, về lợi ích thì ông Phan Văn Giang và các thuộc hạ của ông tại Bộ Quốc tham mưu đang dính dáng đến những lợi ích trong các thương vụ buôn bán vũ khí hàng tỷ đô la, mà đầu dây mối nhợ của các thương vụ buôn bán vũ khí đang nằm trong tay ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Như vậy, so sánh tương quan lực lượng thì ông Tổng Bí thư có tiếng nói mạnh ở Tổng cục Chính trị, còn ông Thủ tướng đang có tiếng nói mạnh ở Bộ Tổng tham mưu. Sự ảnh hưởng của ông Thủ tướng và ông Tổng Bí thư lên Bộ Quốc phòng đang theo một số nhà phân tích cho rằng nó theo tỷ lệ 49-51 nghiêng về phía ông Thủ tướng. Với việc cất nhắc ông Phùng Sĩ Tấn từ trung tướng lên hàm thượng tướng, là ông Thủ tướng đang có ý muốn ông này nắm Bộ Tổng tham mưu trong tương lai không xa. Ở Tổng cục Chính trị, đó là phần sân nhà của ông Tổng, ông Thủ tướng không thể can thiệp vào việc này. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Phía ông Thủ tướng đang gây ảnh hưởng bằng hợp đồng mua vũ khí béo bở, và nhân vật đóng vai trò cầm trịch trong đường dây này không ai khác chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu bắt được bà Nhàn, ông Tổng Bí thư sẽ phá vỡ được kèn cựa hiện nay giữa ông Tổng và ông Thủ. Bắt bà Nhàn thành công thì ông Tổng sẽ tái chiếm lại Bộ Quốc phòng, và khi đó ông Thủ sẽ hết công cụ để tự vệ trước ông Tổng. Và kèm theo nó là sẽ moi ra hàng loạt cái đường dây rất lớn với kinh phí mua sắm vũ khí nhập ở nước ngoài hàng tỷ đô la. Theo một số sĩ quan cấp tá được yêu cầu giấu tên thì hiện nay trong Bộ Quốc phòng đang chia thành hai phe rõ rệt: phe Tổng tham mưu trưởng và phe Tổng cục Chính trị. Hiện nay Bộ Quốc phòng như đang có đến hai bộ trưởng. Bộ trưởng không chính thức là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tổng cục Chính trị Lương Cường. Và Bộ trưởng chính thức lại là ông Phan Văn Giang, cũng là đại tướng nhưng là gốc từ Bộ Tổng tham mưu đi lên. Từ thời gian làm trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính âm thầm nuôi quân từ đấy. Thế lực bà Phạm Thị Thanh Trà tại tỉnh Yên Bái và thế lực ông Phùng Sĩ Tấn là phó tư lệnh quân khu 2 trước khi xảy ra cái chết của tư lệnh quân khu 2 thiếu tướng Lê Xuân Dì. Ông Phạm Minh Chính dường như đã nuôi người từ thời ông chưa vào tứ trụ, cho thấy rằng ông Chính đã tính rất xa, và hiện ông mới mở một cửa trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh nhân tố quyết định cán cân quyền lực trong Bộ Quốc phòng Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Một số người nói rằng nếu ông Thủ mà giữ an toàn cho điệp viên Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ông Tổng sẽ không làm gì được ông, và thế cân bằng là 49-51 tại Bộ Quốc phòng vẫn được duy trì. Tuy ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an, nhưng điều đó chỉ làm cho ông Tổng trội hơn mà không thể chiếm thế áp đảo với ông Thủ. Bộ Quốc phòng với 18 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị thì nếu chiếm 50% cổ phần nơi đây cũng là một sức mạnh đáng nể, khó ai thổi bay cho được.